bao giờ anh chụp không? Ngày gấp 16/10/2010, nơi gấp công an Đồng Tháp đã có hành vi vi phạm hành chính lúc 20:32 ngày 9/1/2022 tại 1260 Võ Văn Kiệt, phường 10 quận 5, điều khiển xe ô tô con biển số 66S6317 trên đường mà đang có thở nồng độ cồn vượt quá quy định, vượt quá 0,40 gam trên lít khí thở. Đây đo được của anh là 0,543 gam trên lít khí thở. Rồi chưa có còn rồi.